Auto xin gửi lời chào toàn thể tất cả anh chị nha. Can giới thiệu đến toàn thể tất cả anh chị con Jolly bằng số 37A20286. Con này đời rất cao nha. Con này sản xuất năm 2005, đăng ký lần đầu 2006 anh chị ạ. Đây là Jolly nè. Con này bên em bao rút hồ sơ cho anh chị luôn. Đây nè. Rất là liền lạc, không dấu hiệu là cứng đụng. Nắp capo nè anh chị, trên nắp capo những cái sóng gân nè. Đây là những sóng gân chạy nè. Sơn rin con này còn được 70% anh chị nha. Có một hai chỗ là dập thôi ạ. Như mấy cản trước nè. Đó, người ta có dập này rồi. Tại vì đời này mà, nói chung là nó cũng sâu. Nó bắt buộc phải có sơn dập mà. Còn toàn bộ trên thân, cột kèo của nó toàn bộ là sơn rin hết toàn diện nha anh chị nha. Đây là cụm đèn mắt liếc nè. Con này xài bếp full nha. Máy 2 chấm. Con này nó nằm tầm khoảng cỡ 10 lít trên 100 cây đó anh chị. Đó. Dòng này thì anh chị biết rồi. Cho ly à. Đồ của Mitsubishi nhé. Mâm đúc nè. Đây là anh chị à. Đó, mâm đúc nguyên bản theo xe là 4 vỏ nè. 4 vỏ đúc mới nè. 4 vỏ còn được 90% nhé. Vỏ trước còn được 90% nè anh chị nè. Cầm bề ở trong là không có một xíu mục mọt anh chị nhé. Đây nè. Cầm bề ở trong nè. Không có một xíu mục mọt luôn. Con này bên em bao rút hồ sơ anh chị nhé. Đó là phong dáng con xe Jolly đây. Trên là chủ nhà tích hợp ta đồ hay một cái cản rồi. Rất là đẹp. Bốn cánh cửa liền lẹt nè. Đó, sơn rin nè anh chị nè. Sơn rin bên bên hai cánh cửa nè. Vẫn còn nguyên bản theo xe hết nhé. Đó, có mấy cái chỗ tầm dưới chân này thì là người ta dầm sơn màu bạc lại thôi. Tại vì đi thời gian thì chắc chắn nó sẽ bị chề chùa. Đó, người ta sẽ dầm lại anh chị nhé. Anh chị thấy không? Rất đều, rất đẹp, không dấu hiệu cứng đụng luôn. Tem nguyên bản theo xe này, Jolly nè. Chất cửa, bốn cánh cửa rất liền lẹt, không một xíu cứng đụng cong vênh. Đây nội thất nè anh chị ạ. Đây là tabi cửa nè. Đây là Trần Anh quay nè, phần tabi cửa cho anh chị xem nhé. Đây là tabi cửa nguyên bản theo xe, những cái vân gai nè. Con này không có một xíu dịch vụ nha anh chị. Keo chỉ nè. Đó, keo chỉ nguyên bản hết, rin từ A đến Z nhé. Chỉ rin luôn nhé, không phải chỉ chạy lại đâu anh chị. Đó, chỉ đó. Những sóng lường nè, không có một dấu hiệu cứng đụng luôn. Nhạc nhóm trang bị theo xe là một cái màn hình giải trí tắp lô nè. Đó, tắp lô nè. Những cái vân gai trên tắp lô nè, còn nguyên bản hết nè. Máy lạnh nó đang mở rồi nè. Mở với lạnh là có lạnh luôn nha. Máy nổ cực êm luôn. Học để đồ nè. Màn hình nghe nhạc nè. Cam gia đầy đủ cho xe rồi. Cần số nguyên bản theo xe đây. 1, 2, 3, 4, 5 R. Tắp bi cửa bên kia kìa. Chân nỉ anh chị nha. Dàn lạnh nguyên bản theo xe nè anh chị. Đó, ghế là ghế. Toàn bộ ghế da nha. Con này anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Rất liền lạc anh chị thấy không? Hốt giả gỗ trên bàn thờ hết rồi. Con này thì nếu mà anh chị chạy đường trường thì nó nằm 10 lít nha. Còn chạy trong đô thị thì chắc nó không phải tầm 11 đến 12 lít đó anh chị. Chạy máy thì rất bốc. Bảy chỗ là ghế là không có dấu hiệu là mục ngọt, hộp tì tay nè. Nguyên bản theo xe nè. Nguyên bản hết rồi anh Z luôn. Đó, kèo cột dàn lạnh nguyên bản theo xe đây. Chừng anh mở dàn lạnh phía sau cho anh chị xem nha. Đây nè. Vô lăng 4 chấu nha anh chị nha. Những cái dấu vân gai trên vô lăng còn nguyên bản hết. Đời 2005 anh chị. Sổ đăng kiểm nó đời 2005 nha. Dàn lạnh là mở là cái có lạnh rồi nè anh chị thấy không. Đó. Mở một phát là lạnh ngắt luôn rồi. Dàn lạnh rất lớn nha. Đó. Dàn lạnh rất là lớn luôn. Tắp bi cửa nè anh chị, coi tắp bi cửa bên phụ nè. Đó, nguyên bản theo xe hết. Thấy lạnh đang mở rồi rất là mát. Đây nè, trong nách nè, trong nách này người ta đã dặm sơn này nè anh chị ạ. Đó, còn keo chỉ trong nách là không mất phân nào nha. Keo chỉ trong nách đó anh chị, không mất một phân nào luôn. Đây nè, tắp bi những cái vân gai nè. Những cái vân gai nguyên bản nè anh chị thấy không? Không dấu hiệu là heo mòn luôn.
trong nách là có vài chỗ ta dầm sơn này nha anh chị nhé. Đó, xe có sao rồi, chừng anh nói dài lót sàn nè, lót sàn xe nè, không chứa thì được mượt mọt luôn nhé. Dòng xe 7 chỗ đó anh chị. Nguyên bản hết nè. Chất đóng cửa rất là liền. Đó, cụm đèn nguyên bản đầu xe là ốp inox hết toàn diện rồi nha anh chị nha. Đây là gương nè. Gương chứa hậu phía sau xe nè. Còn nguyên bản hết, bánh treo nha. Bánh treo Mitsubishi nè anh chị. Đây là để cho anh mở phần cốp sau cho anh chị xem nhé. Đây nè. Cốp sau nè. Vỏ xe cua sau rất mới nè anh chị thấy không? Cái vỏ xe cua sau không? Đó, vỏ xe cua mâm đúc luôn nha, vỏ xe cua là mâm đúc luôn. Đây nè, đó, hỗ trợ hai tiêu chuẩn thủy lực nha. Tổng quan con xe Jolly đây. Đây là hỗ trợ hai tiêu chuẩn thủy lực nè. Đây nè. Keo chỉ nè. Keo chỉ nguyên bản hết, xe này bao anh chị nha, không cấn đục nha anh chị nha. Đó, keo chỉ nguyên bản nè. Ở sau nách thì người ta dầm sơn rồi nè anh chị ạ. Đó, xe có sao thì nói vậy luôn. Nách sau người ta dầm sơn hết rồi nè. Đó, dòng xe 7 chỗ đó anh chị. Chừng nỉ hết toàn bộ luôn. Xe này không có một xíu là đồ chế anh chị nha. Đây là keo chỉ nè. Anh chị coi keo chỉ trong cánh cửa nè. Đó, keo chỉ đó. Còn nguyên bản hết, chỉ riêng hết từ anh Z luôn ạ. Chất đóng cửa rất là khít. Đây ạ. Đó chị thôi. Phong dáng con Jolly đây. Vỏ nè, vỏ rất mới nha. Vỏ này còn được 90% mâm đúc nguyên vẹn nó xe. Gầm bề ở trong là không có xíu mục mọt anh chị nha. Đó, chị thấy gầm bề ở trong không? Không có một xíu mục mọt luôn. Bốn cánh cửa rất là liền làng. Không có dấu hiệu là cứng đụng hoặc cong vênh nha. Đây là, chừng anh mở cánh cửa để cho anh chị xem nè. Đây là phần keo chỉ nguyên bản của nó đây. Đây nè. Đó, phần keo chỉ nguyên bản của nó đây. Đó, chị thấy keo chỉ nguyên bản của theo xe không? Bốn cánh chính điện nè. Rất là mượt mà luôn. Lót sàn nè. Nách là người ta dặm này rồi nha anh chị nha. Sơn trong nách là người ta dặm rồi nè. Đó, sơn trong nách là người ta dặm rồi. Lót sàn phía sau nè. Đó, chất cửa đóng rất là khít cho chị xem nhé. Nghe chất cửa đóng nè. Đó chị thấy không? Đồng sơn nè. Đồng sơn rất mỏng nha. Hai cánh cửa nè, hai cánh cửa bên tài nè anh chị coi nè. Đó, rất là đều, rất là liền lạc luôn chị. Đây nè, chất đóng cửa nè. Anh chị thấy không? Chất đóng cửa không? Đó, đóng đâu nghe cục cục luôn. Rất là ok. Keo chỉ nè, không có một phân nào luôn nha. Máy móc thì cực kỳ nổ êm luôn. Con số nè. Ta mơ một tước liều tình, đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới tước liều tình. Đây là nguyên cụm heo chỉnh nè. Lên xuống nè. Cái này là chỉnh lên xuống nha. Tay gối nè. Đó chị thấy không? Mở nắp bình xăng nè. Mạc tem nguyên pin theo xe đây nè. Những cái sóng lường nè. Không có một xíu cong ve luôn nhá. Đây là để cho anh lên phần cấp lô cho anh test cho anh chị xem nhé. Máy lạnh cho anh đang mở luôn. Đóng cửa nè. Trang bị một cái màn hình nè. Đèn Vĩnh Hưng đây. Trợ lực lái ngồi một chỗ sau vô lăng nè anh chị. Rất là nhẹ.
đây nè, vô lăng 4 chấu nha. Đời này 205 nó cũng cao ngất ngưỡng luôn. Đây nè, chịu lực lái ngồi một chỗ nè, tay lái rất là đầm. Đó, những cái xe nào mà anh chị biết tay lái nó đầm, anh chị ngồi lên, anh chị xoay vô lăng thôi là anh chị biết tay lái nó đầm hay nó nhẹ nha. Riêng cái dòng cho ly này chạy rất là đầm, đi máy rất là sướng. Đèn còi nè, đó, thích hợp với chủ nhà gắn em cái còi ngân nè. Anh chị thì nghe tiếng còi không? Đó, còi ngân đó, rất là hay. Đây là báo vòng thu máy nè, đầy đủ trên con xe luôn nhá. Đó, chừng anh đẹp đó. Báo bình, báo xăng, báo nhớt, báo nhiệt, mọi thứ hiển thị là báo thắng tay trên con xe nè. Máy lạnh nè, máy lạnh thì chừng anh mở nè. Đây nè, máy lạnh nè. Mở lạnh ngắt rồi nha anh chị nha. Máy lạnh là có luôn rồi, lạnh ngắt luôn rồi. Đèn thằng thuốc nè, con số nguyên bản hết từ anh Z đây. Đây nè, kể cả cái phần ốp của cái phần cần số nha anh chị nha. Nhựa nguyên zin theo xe hết, học để đồ nè. Đó, zin từ anh Z anh chị ạ. Con này mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Tắp lô trên bàn thờ nè anh chị xem nhé. Đây là phần tắp lô trên bàn thờ nè. Đó, anh chị coi kèo cột nè. Nguyên bản theo xe hết anh chị thấy không, kèo cột đó. Trang bị là trên đây là hai cái loa chép nhé. Đó, hai con loa chép đây nè. Đó, kèo cột nguyên bản của xe đó. Tắp lô nè. Đó, chị thấy tắp lô những cái dấu vân gai không? Xe này là của một nhà đạo Phật nha. Nam Mô A Di Đà Phật nè. Đó, Trần Anh cũng đạo Phật luôn chị. Tắp lô. Đó, chị thấy những cái vân gai trong tắp lô không? Chứ thì là phai mờ luôn nha. Nguyên một cụm tắp lô của nó rất liền lẹt nè anh chị xem nhé. Đó, một cụm tắp lô rất liền lẹt luôn. Không có dấu hiệu là bắt vít gì nha. Đây là giả gỗ hết toàn diện. Xe còn đẹp lắm chị ơi. Con này còn đẹp 70% luôn, máy móc là cực kỳ êm, cực kỳ khô ráo luôn. Đèn còi nè, mọi thứ chức năng đầy đủ hết. Là xịt nước nè. Đó chị thấy không? Nhạc nhóm không thiếu một cái gì nhá. Nhạc đây nè. Thầm thầm anh tiếp thương đời. Gương nè. Chỉnh rất nhẹ nhàng anh chị thấy không? Đó, rất nhẹ nhàng luôn. Bên đây nè. Đó, rất mượt mà nhá, mạnh mẽ và rất là cá tính luôn đây nè. Đó anh chị thấy chưa? Bốn cánh trên điện được hết nhá, nhẹ nhàng lắm. Đây, chừng anh test phần máy cho anh chị xem nhá. Đây nè, có cái phần nách cửa ở trong đây nè. Nách cửa ở trong đây là người ta đã dặm sơn rồi nha anh chị nha. Đây nè, chừng anh test phần máy cho anh chị xem nè. Trang bị nè, trang bị nguyên bản của xe nè. Lóc khóa mở cửa tự động từ xe hết. Nguyên một cụm nè, nguyên bản hết từ anh Z luôn. Đó, phong dáng con xe đây. Cho ly đó, chạy siêu cọp luôn nhá. Gầm bề là không có một xíu bụt mọt đây nè. Thì anh qua là bốn vỏ nè, bốn vỏ rất là mới nè, mâm đúc nè. Nguyên bản theo xe nè. Máy nổ cực êm luôn nha anh chị nha, máy rin đét luôn. Con là máy căng đét, không dấu hiệu là cứng đục đây nè. Trước tiên là Trần Anh quay phần thanh dằn cho anh chị coi nè. Đây là những cái sóng thanh dằn nè. Đó, sơn rin trong do sóng thanh dằn còn nguyên bản hết nha anh chị nha. Anh chị coi nè, không một dấu hiệu được cứng đụng luôn. Ngay cả cái con đế ốc cao su để đỡ cái phần cabo máy còn nguyên bản hết nè. Anh chị coi những cái đinh bấm nè. Đó, không một xíu cứng đụng luôn. Bao đẹp bao đỉnh luôn nha. Máy nè. Máy là con này xài 4 bếp full nha. 1. Đây nè. 1, 2, 3, 4 cái bếp full nè. Con này xài 4 bếp full nha. 4 máy nè. 1, 2, 3, 4 máy nè. Đây là cục Plenco dẫn điện anh chị nha. Đó, vô e nè. Vô e là nguyên bản theo xe hết là máy nó ken sao en luôn. Đẩy kích nhiệt nè. Không có dưới hiệu là một vò anh chị nha. Đó, chị xem nha. Máy nó êm lắm. Trần Anh đang đóng máy lạnh luôn đó. Đây là máy đang hoạt động nè anh chị thấy không? Trần Anh để rất là sát nha. Đây nè, Trần Anh để sát đây cho anh chị xem luôn nè. Đó, chị thấy máy không? Máy hoạt động rất là êm, cực kỳ là êm luôn. Đây là sóng lường bên đây nè, nguyên bản theo xe hết. Đèn còi đầy đủ, không thiếu một cái gì anh chị ạ. Đó, biểu tượng của Mitsubishi do ly đó anh chị. Đó, cụm đèn led nè anh chị thấy không? Cụm đèn led dưới gầm nè.
sáng choang luôn. Đây nè, cục đèn led nè, đèn rất sáng nha. Ban ngày mà soi cỡ này là anh chị biết ban đêm nó soi cỡ nào rồi. Nắp capo nè, đây là những cái sóng gân nè, sóng gân cho nắp capo nè, còn nguyên bản từ anh Z hết nè. Đó, những sóng gân đây nè, không có dấu hiệu là cứng đụng con bên con xe này nha. Chất xe rất là liền lạc luôn, xe có sao thì chừng anh nói vậy nha. Keo chỉ trên capo nè, đó keo chỉ trên capo, chị nhìn nhé, chừng anh quay xe cho chị coi nè. Đó, keo chỉ trên capo đó, nguyên bản hết, không mất một phân nào luôn anh chị. Máy nổ thì thầm mùa xuân luôn, máy đang hoạt động rồi, xe không có một xíu độ hơi nhé. Thế là anh chị coi nè, xe không có một xíu độ hơi luôn, máy rất là khô ráo. Con này mua về sử dụng thôi, bên chừng anh bao rút hồ sơ chưa. Đèn rất sáng chưa, chừng anh quay luôn phần gầm cho anh chị coi nhé. Đăng kiểm đến tháng 2 năm 2020, gầm bệ rất là chắc chắn, không có dấu hiệu mục bọt. Trước là thắng đĩa, sau là thắng đùm anh chị nha. CBS chúng, CBS anh chị ạ. Đây nè, gầm bệ anh chị coi nè, chắc lắm. Xe này thì chạy đến bao giờ nó mới hư nổi. Đó, máy móc anh chị xem nè, rất là khô ráo. Đó, anh chị thấy máy không, máy nó cực kỳ khô ráo luôn nha. Lép rồi anh chị thấy kia, những cái kia lép rồi không? Nè, đó, xin lép máy khô lắm chị, không một xíu mục mọt luôn. Sóng đè, sóng đè nguyên bản của xe nè, coi gầm nè, đó chị coi có chỗ mục mọt không nhá. Máy đang hoạt động, lép protein, protein trụ nguyên viên hết, đó. Chất xe thì bao đẹp bao đỉnh, đến với tay người tiêu dùng luôn. Anh chị thích dòng Jolly thì cứ alo cho Trần Anh. Đó là phong dáng tổng thể con Jolly đi. Đóng nắp capo lại anh. Xe này Trần Anh làm cái clip hơi dài. Sáng giờ em quay rất là nhiều clip anh chị nha. Những mẫu xe bên em bây giờ cập nhật về cũng rất là nhiều. Jolly màu đen anh chị ạ. Đó là phong dáng con xe đó. Một lần nữa chân anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại. Anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube của em và đừng quên bấm vào nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe giá cả lên đến với tay người tiêu dùng anh chị nhé.